Lan, Lan, Lan ơi, em làm gì vậy? Em làm gì Lan? Đứng lại, từ từ Lan, làm gì vậy? Hả? Anh đánh ra, anh đánh ra. Lan, Lan, em tính làm gì vậy? Hả, em tính làm gì vậy? Anh đánh ra. Rồi, 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 em đứng rồi, mà em tính làm gì? Anh không đánh ra, em giải thích cho coi. Ê, từ từ, đừng làm gì. Đừng em ơi. Anh đã mất thương em rồi. Em sao không có ý nghĩa gì nữa hết á. Làm gì có mình thằng Nam không chị? Em còn cha nè, còn mẹ nè. Ít ra nữa không? Em còn có anh nè. Anh hả? Ừ. Làm gì? Trời, có anh nè. Anh nấu bánh tráng trộn cho em ăn nè. Chắc em đi cúp học nữa nè. Vui lắm. Vui, trời ơi, vui. Không có vui. Quay, nhanh lên xuống nè. Nghe anh đi, nguy hiểm lắm, xuống đây. Nghe anh đi, xuống đây. Nguy hiểm lắm, nhanh lên. Nghe đi nè. Anh ơi. Anh có sao không? Anh, lúc nãy anh nhảy xuống dưới làm chi vậy? Em mới là người muốn nhảy, là em mà. Anh cứu em, anh té đó. Làm như anh giỏi, anh hùng lắm vậy. Hên làm biết bơi á, chứ không chắc chết à. Trời ơi, vậy cho em xin lỗi nha. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Anh gì? Em đói bụng quá à. Cái gì? Anh làm gì em cũng thấy. Và thường hay nói em yêu anh vì đức tính này. Dù cho anh làm sai em vẫn khen không ngần lời. Vì đó là lúc em còn yêu anh. Nhưng theo thời gian em đổi thay anh nào biết. Nhưng điều em thích nay em cho là quá sai lầm. Rồi em quay mặt đi không cần biết anh nghĩ gì. Chẳng quan tâm gì đến anh. Anh nhắc em đi đâu vậy? Đi tự tử. Hả? Bằng giác quan của tình yêu anh nhận ra rằng em giờ đã không còn yêu anh như lúc ban đầu. Anh yêu em. Vì chính ánh mắt của em đã nói cho anh biết một điều, rằng em đã có thêm một ai. Người ấy đã khiến cho em thờ ơ về anh. Người ấy đã khiến cho em quên mất anh rồi. Đã xóa hết đi cảm giác gần gũi khi anh và em bên nhau. Và anh nhận ra ai, anh sẽ... Em đang nhận bất kỳ bây giờ. Ở đâu? Ở đâu? Trời sao giờ sẽ cho tôi đấy à? Ơi trời. Em đi đâu vậy? Ây da. Anh tự cầm máu nha. Em có việc gấp phải đi rồi. Nhưng theo thời gian em đổi thay anh nào biết chưa. Những điều em thích nay em cho là quá sai lầm. Rồi em quay mặt đi không cần biết anh nghĩ gì. Chẳng quan tâm gì đến anh. Bằng giác quan của tình yêu anh nhận ra rằng em giờ đã không còn yêu anh như lúc ban đầu. Vì chính ánh mắt của em đã nói cho anh biết một điều, rằng em đã có thêm một ai. Người ấy đã khiến cho em thờ ơ về anh. Người ấy đã khiến cho em quên mất anh rồi. Đã xóa hết đi cảm giác gần gũi khi anh và em bên nhau. Và anh nhận ra anh sẽ là người ra đi. Bằng giác quan của tình yêu anh nhận ra. Anh cảm ơn em đã từng yêu anh và cho anh cảm giác hạnh phúc. Nhưng anh biết rằng bây giờ em không còn là của anh nữa. Anh luôn trân trọng những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Anh chúc em hạnh phúc và nhớ đừng bao giờ tự tử nữa nha cô bé.
sẽ không có ai cứu em như anh đâu. Anh yêu em. Anh cảm ơn em đã từng yêu anh và cho anh cảm giác hạnh phúc. Nhưng anh biết rằng bây giờ em cũng không là của anh nữa. Anh luôn trân trọng những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Anh chúc em hạnh phúc. Và nhớ, đừng bao giờ tự tử nữa nha cô bé. Sẽ không có ai cứu em như anh đâu. Anh yêu em. Bằng giác quan của tình yêu anh nhận ra rằng em giờ đã không còn yêu anh như lúc ban đầu. Vì chính ánh mắt của em đã nói cho anh biết một điều, rằng em đã có thêm một ai kia. Người ấy đã khiến cho em thở về anh. Người ấy đã khiến cho em quên mất anh rồi. Đã xóa hết đi cảm giác gần gũi khi anh và em bên nhau. Và anh nhận ra anh sẽ là người ra đi. Em đừng có khóc nữa. Em không có lỗi. Anh không có lỗi. Và cũng không có ai có lỗi hết. Em không cần phải xin lỗi anh đâu. Anh ổn mà. Nhưng mà em yêu anh. Đó là một câu chuyện rất đẹp. Nhưng không phải là bây giờ. Và anh nhận ra anh sẽ là người ra đi. Bây giờ chuẩn bị là cái cảnh đầu tiên trong cái MV giác quan của tình yêu là cảnh đầu tiên là đầu tiên cái cầu nó xuống. Giờ anh em cũng đang chuẩn bị để quay cảnh này. Cái này là cảnh đầu tiên nhưng mà cũng là cảnh quan trọng nhất. Không đơn giản đâu nha. Nguy hiểm lắm đó. Em còn là tránh ra đi, tránh ra đi. Phải cần xuống đây. Tránh ra. Lan ơi, Lan. Chạy trong xe chạy nè. Em làm gì vậy? Ê, trời ơi, lộ ơi. Hai dòng xì khói. Trên đời này phải con năm mà trên hết đâu. Em làm gì cơ gì? Xuống đi. Nhanh lên, mau lên. Em chỉ có mình anh Nam thôi. Trời ơi, còn nhiều người lắm bạn chú ý đó. Em xuống đi từ từ đi, coi chỉ cho em coi nè. Xuống đi. Xuống là gì? Xong ôm nhau. Vấn đề á, xin cái bối cảnh vị trí dịch đó rất là khó. Tìm đủ mọi cách để xin được phép một cái bối cảnh ở đây. Sáng giờ là phơi nắng, giờ là ngâm nước. Đi xin thì kỹ thuật. Là nhà thiết kế là tài ba. Anh cứu em anh té. Thấy rồi nào? Xin lỗi. Xong, thì thôi ngon nha.